À, xin chào các bạn ha. Thì trong cái video ngày hôm nay đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế một cái thumbnail để các bạn có thể làm cho cái video của mình đó, nó nổi bật hơn. Thì mỗi một cái kênh đó, người ta sẽ có một cái phong cách thiết kế cảnh bìa hay còn gọi là cảnh thumbnail của video đó, riêng biệt. Ví dụ như thời gian gần đây á, cái kênh của mình đó, thì mình đưa thiết kế theo kiểu này. Tức là cái background á, là màu xanh lá. Cái ảnh thì mình sẽ dùng cái màu đó, màu đỏ hoặc là một cái màu xanh hay là một cái màu đó để nó tương phản với cái nền. Và chữ thì mình sẽ dùng chữ trắng ha. Tuy nhiên bên dưới của chữ thì mình lại dùng một cái tông đen để cho cái chữ này nổi bật lên. Thì nếu như các bạn có nghiên cứu về cái hành vi của người xem trên YouTube á, thì có rất nhiều người người ta sẽ không có đọc cái tiêu đề mà người ta thấy một cái ảnh bìa nào đó mà nó thu hút, nó hấp dẫn, thì có khả năng người ta sẽ click vào người ta xem. Thế thì cái việc thiết kế một cái ảnh bìa nó rất là quan trọng trong cái việc phát triển cái kênh. Thế thì cái video ngày hôm nay đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế theo một cái trang web khá nổi tiếng. Thật ra thì không phải là khá ha, mà rất là nổi tiếng. Thì cái trang web 5 ngày này, cái trang này thì nó hướng dẫn các bạn rất nhiều cái nội dung hay liên quan tới lĩnh vực kinh doanh hay liên quan tới những cái lĩnh vực mà tạo động lực ha, thì cũng khá là hay. Thì các bạn nào mà có nghiên cứu về cái này á, các bạn có thể vào cái kênh này các bạn xem ha. Kênh này rất là mạnh. Hiện nay nó đã gần 2 triệu người đăng ký rồi. Tuy nhiên video này thì mình không có nói về cái việc quảng bá cái kênh này. Mình chỉ mượn cái kênh này để mình hướng dẫn các bạn làm một cái thumbnail thôi. Thế thì cái thumbnail này á, các bạn thấy nó được thiết kế rất là đơn giản. Cái nền ở đây là nền vàng. Và bên trên thì nó có nội dung của cái video. Thì thiết kế theo kiểu này đó, thì người ta nhìn vô cái hình đó thì người ta biết luôn cái video này nó đang muốn nói cái gì. Tức là các bạn sẽ thể hiện được cái thông tin mà các bạn muốn thể hiện với người xem. Dĩ nhiên không nhất thiết là nó giống như cái tiêu đề ở đây ha, mà các bạn sẽ thể hiện một cái gì đó để thu hút người xem thôi. Và bên dưới thì sẽ có một cái logo web 5 ngày. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm ra được cái thumbnail như thế này. Không nhất thiết chúng ta phải dùng cái phông giống vậy ha, chúng ta có thể dùng một cái phông khác. Quan trọng là cái cách làm như thế nào thôi ha. Thế thì để có thể thiết kế được cái thumbnail giống như cái của web 5 ngày đó, thì các bạn có thể mở cái chương trình Photoshop lên. Cái này dĩ nhiên máy tính các bạn phải có cài đặt ha, thì chúng ta mới có thể dùng được. Việc download và cài đặt Photoshop á, thì ở trên mạng có rất nhiều. Các bạn có thể Google giúp mình ha. Cái này rất đơn giản thôi. Còn nếu như các bạn có vấn đề về cái phần cài đặt Photoshop hay gì đó, thì các bạn có thể để lại cái bình luận bên dưới ha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn trong một cái video khác. Còn video này chỉ tập trung vào cái việc thiết kế thumbnail thôi. Thì hiện nay đó, các cái video trên YouTube á, thì nó đang thể hiện ở dạng là 16 chính ha, tức là bề ngang là tỷ lệ 16, thì cái chiều dọc này là chính nè. Nên khi mà các bạn thiết kế cái thumbnail đó thì các bạn cũng phải thiết kế theo đúng cái tỷ lệ đó, để khi mà chúng ta up lên cái trên YouTube á, thì nó sẽ không có bị thiếu một số cái chi tiết. Bây giờ mình sẽ vào file, mình chọn new luôn. Thì để thiết kế cho nó đúng thì các bạn có thể thiết kế cái thumbnail theo chuẩn HD 720. Ở đây mình sẽ gõ cái chiều rộng là 1024 ha. Rồi, còn cái chiều cao á thì các bạn sẽ gõ là 720. Ở đây có nhiều người người ta sẽ kêu các bạn gõ 1080. Cái này hoàn toàn được ha. Tuy nhiên theo mình thì không cần thiết. Tức là khi mà các bạn có thiết kế ảnh chất lượng rất là cao, thì khi mà các bạn up lên trên YouTube á, thì nó cũng chỉ hiển thị ở cái dạng đại diện như thế này.
cho nên chất lượng sẽ không cần quá cao, chúng ta chỉ hiển thị cảnh nhỏ thế này thôi. Và các bạn cũng lưu ý thêm, thì YouTube nó cũng chỉ cho chúng ta úp một cái ảnh có dung lượng khoảng 2 MB trở lại thôi, chúng ta không thể úp hơn, cho nên các bạn phải để ý giùm mình. Sau khi mà gõ chiều rộng và chiều cao rồi thì các bạn nhấn OK ha. Thì lúc này chúng ta sẽ có cái nền là màu trắng, do lúc nãy mình để màu trắng thôi. Các bạn hoàn toàn có thể chọn màu nào cũng được tùy. Các bạn có thể chuyển cái background này ha thành layer bằng cách là double click vào. Các bạn nhấn OK thì lúc này nó chuyển thành layer này. Bây giờ mình lại nhìn cái hình nền này. Các bạn thấy ở đây đang dùng cái màu là màu vàng. Thế thì chúng ta có thể sử dụng cái chức năng foreground color. Các bạn kích vào chỗ này ha. Khi đó thì nó sẽ hiện ra một cái bảng màu để các bạn có thể chọn lựa cái màu tương ứng. Thì chúng ta có thể kích vào cái biểu tượng giải màu ở đây. Các bạn có thể chọn cái màu vàng. Sau đó các bạn kích chuẩn OK. Thì các bạn thấy cái mục foreground bây giờ nó đã chuyển thành màu vàng này. Bây giờ thì mình sẽ tô cái layer 0 này nè, tức là cái background đó, sang màu vàng. Các bạn có thể nhấn cái phím Alt và cái phím Delete trong bàn phím ha. Thì chúng ta sẽ lấy cái phần foreground ở đây, chúng ta sẽ tô lên cái layer hiện hành là cái layer 0. Tiếp theo thì các bạn thấy ở đây nó sẽ có cái phần ghi chữ nè. Thì ghi chữ đó thì chúng ta sẽ dùng cái phần là test. Các bạn thấy chỗ này có chữ T đó, chúng ta kích vào. Sau đó thì các bạn có thể chọn chế độ là canh giữa nè. Màu thì chúng ta sẽ chọn là màu đen ha. Các bạn kích vô cái mục Set Text Color nè. Các bạn kích vào đây. Chọn màu đen thì chúng ta có thể chọn dưới đây. Các bạn thấy nó ra màu đen nè. Sau đó các bạn kích vào nó OK. Thì lúc này khi chúng ta kích vào màn hình á, chúng ta ghi chữ đó, thì nó sẽ sử dụng cái màu đen ha. Rồi, ví dụ như mình sẽ ghi là cách bán được hàng nè. Rồi, các bạn kích vào. Muốn gõ được tiếng Việt thì cái này dễ rồi ha. Các bạn phải có cài cái Unikey ha. Ví dụ như ở đây mình dùng cái bản mã là Unicode, kiểu gõ là Vini ha, thì mình sẽ chọn như thế này. Còn bạn nào mà dùng Telex thì các bạn chọn ở đây. Thì cái này tùy theo cái thói quen của bạn thôi. Mình bấm đóng nha. Và nhớ là chỗ này phải là chữ V ha. Rồi bây giờ mình sẽ ghi là cách bán được hàng. Thì các bạn lưu ý ở đây mình đang dùng cái bộ phông là UTM. Các bạn có thể lên trên mạng gõ cái bộ phông là UTM ha. Sau đó các bạn download xuống, các bạn cài vô trong cái máy tính của mình. Thì cái phông này là phông chuẩn Unicode. Các bạn cũng có thể dùng những cái phông khác, ví dụ như Vini hay là .vn gì đó. Thì có rất nhiều phông để chúng ta thiết kế ha. Mình thì mình dùng cái bộ UTM này. Có rất nhiều cái phông để các bạn có làm. Các bạn sẽ chọn cái bộ phông nào mà nó hợp với phong cách của mình ha. Ở đây thì giả sử như mình chọn cái phông này đi ha. Rồi. Bây giờ mình có thể phóng lớn cái này lên ha, bằng cách là tăng cái size chữ lên. Ở đây các bạn thấy mình có thể tăng lên size tùy ý nè. Ví dụ mình chọn 72. Đây các bạn thấy không? Còn nếu mình thấy vẫn chưa được thì các bạn có thể kích vào chữ T ha, các bạn chọn lại nè. Chúng ta có thể gõ trực tiếp vô trong đây. Ví dụ như mình thích cỡ chữ nó lớn hơn, ví dụ như 85 chẳng hạn. Thì các bạn thấy nó đã lớn hơn rồi nè. Chúng ta có thể canh chữ làm sao cho nó đều, nó hợp lý. Thì chúng ta quan sát ở đây, các bạn thấy nó khá to ha. Ở đây thì chúng ta có thể thay đổi cái size chữ cũng được. Còn không thì các bạn có thể nhấn phím Ctrl T. Dĩ nhiên là các bạn phải đang chọn cái layer này nha. Sau đó các bạn đè Shift. Các bạn có thể kéo cái chữ này theo ý của mình. Sau đó các bạn có thể dùng chuột. Các bạn canh. Rồi. Thì các bạn thấy nó đã có được cái phông nền này. Và cái chữ màu đen này. Bây giờ mình sẽ thêm một cái logo chỗ này. Bây giờ mình sẽ dùng file open. Giả sử như trên màn hình desktop của mình á,
mình có để một cái logo của kênh kiến thức ở đây. À, mình sẽ chọn cái này. Sau đó các bạn kích vào nút Open. Rồi, mình sẽ kéo cái này xuống này. Sau đó các bạn sử dụng chức năng là Move Tool. À, cái chỗ này này. Các bạn có thể nhấn phím tắt là chữ V. Sau đó các bạn sẽ kéo cái layer này qua bên cái thumbnail của mình. Rồi. Ở đây thì chúng ta có thể tắt luôn cái hình logo ha. Sau đó các bạn có thể canh ngay giữa nè. Giả sử như nó lớn quá thì các bạn có thể chọn cái layer này. Sau đó các bạn nhấn Ctrl T. Chúng ta có thể đè phím Shift. Đè phím Shift là để cho cái ảnh này nó không có bị bể. Giả sử như mình không đè phím Shift nha, thì các bạn kéo có khả năng bị méo như thế này. À, nhưng khi chúng ta đè phím Shift thì nó sẽ giữ đúng tỷ lệ. Các bạn thấy chưa? Rồi, sau đó mình buông cái phím ra ha. Các bạn có thể dùng chuột, các bạn kéo cái đến vị trí các bạn cần. Đó. Sau khi làm xong thì có thể kích lại cái chức năng Move Tool chỗ này. Apply. Các bạn thấy không? Thì chúng ta đã tạo ra được một cái thumbnail giống giống như cái web 5 ngày. Dĩ nhiên chúng ta sẽ tùy biến làm sao cho chúng ta thấy nó đẹp. Ha, chứ không nhất thiết là phải giống y chang của người ta. Thì sau đó các bạn có thể save cái này lại. Các bạn vào file, các bạn chọn save. Ở đây giả sử như mình sẽ lưu ra ngoài màn hình desktop này. Ở cái phần format thì các bạn có thể chọn cái đuôi là JPEG. Ha. Chúng ta sẽ đặt cái tên thumbnail theo đúng cái video của mình. Ví dụ như video của mình là cách bán hàng đi. Năm 2020. Sau đó các bạn kích chọn Save. Chúng ta có thể chọn chất lượng là Maximum luôn ha. Các bạn nhấn OK. Thì lúc này chúng ta đã được một cái ảnh bìa theo cái phong cách của web 5 ngày. Đó, các bạn thấy không? Và khi mà chúng ta upload lên trên YouTube á, thì mình sẽ làm luôn ha. Bây giờ mình sẽ mở một cái kênh demo của mình. Sau đó các bạn sẽ kích vào cái biểu tượng kênh ở đây. Các bạn sẽ chọn cái phần là YouTube Studio. Sau đó các bạn sẽ vào cái mục là video chỗ này. Giả sử như ở đây mình có làm một cái video để mình test thôi. Thì mình sẽ vào cái video này luôn. Bây giờ chúng ta muốn thay đổi cảnh bìa này. Thì các bạn sẽ lăn chuột xuống ha. Ở đây các bạn sẽ thấy có một cái mục là hình thu nhỏ này. Bây giờ mình sẽ kích vào cái biểu tượng ở đây. Tải hình thu nhỏ lên nè. Thì nó sẽ bật ra một cái cửa sổ open. Để chúng ta có thể chọn cái hình thumbnail. Thì lúc nãy mình mới vừa thiết kế một cái hình thumbnail là cách bán hàng năm 2020. Sau đó các bạn kích vào cái nút open. Thì lúc này các bạn thấy nó đã tải lên rồi nè. Sau khi tải xong thì các bạn kích vào cái nút lưu ha. Bây giờ thì mình sẽ vào cái youtube.com ha. Chúng ta sẽ kích vào cái biểu tượng kênh. Sau đó các bạn sẽ chọn là kênh của bạn ha, thì chúng ta xem những cái video trên kênh của mình. Thì các bạn thấy cái video mà mình mới vừa làm nè. Ha, các bạn thấy cái hình nó rất là đẹp. Ha, nó sẽ giống giống như cái kênh của web 5 ngày ở đây. Phông chữ này mình làm thì theo mình đó, là dễ đọc hơn của web 5 ngày. Thì cái video này á, mình hướng dẫn các bạn thiết kế một cái thumbnail sao cho nó dễ nhìn, nó thu hút hơn. Tại vì theo cái cách thiết kế của web 5 ngày đó, thì các bạn thấy là nó dùng cái nền màu vàng. Thì nền màu vàng á, là cái màu rất là thu hút người ta. Ví dụ như màu vàng, màu cam, màu đỏ là những cái màu mà nó thu hút cái sự chú ý.
Sau đó thiết kế cái chữ nó tương phản là màu đen. Nhìn nó rất là dễ đọc cái nội dung ha, và nó cũng khá là thu hút. Tuy nhiên thì nó là một cái thiết kế đơn giản ha. Và các bạn cũng lưu ý là cái chữ mà trên cái hình này chúng ta đừng có viết quá nhiều. Các bạn nên viết khoảng trên dưới 10 chữ thôi, trở lại thôi ha. Chúng ta đừng có viết quá nhiều. Cái người xem người ta cũng không có thích đọc cái hình thumbnail mà có quá nhiều chữ nha. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ subscribe kênh ủng hộ mình và để lại những cái bình luận bên dưới nha. Chào các bạn.